Vâng, hiện tại thì bonsai Đinh Vượng đang ở vườn nhà anh Cương ở nó thuộc về xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng các bạn ạ. Một cái vườn cây cảnh rất nhiều và anh em ở đây cũng tương đối đông tụ tập về đây rồi các bạn. Thì bonsai Đinh Vượng đang thấy một cái cây đang được kỳ đá này, anh em làm suốt ngày suốt đêm nhỉ, cũng công nhận đam mê và khác làm ngày làm đêm. Ngắm cái cây này đang cho viên đá đẹp quá các bạn. Hello Phúc Đá, là hôm nay đội đá xuống đây ngắm cây năm đá. Nhiều cây đẹp quá. Đúng rồi, lại đi tham quan. Ok. Phúc làm cái này đây à? Hả? Không phải. Đây kêu lại cây ôm đá lại phải cái lối khác. Phúc lại lối khác nhỉ, mỗi người một cái lối đấy. Đây, sau khi anh em lột ra lại bó lại cái rễ này, xử lý chỉnh lại cái đường đi của rễ chạy này, để cho nó bết vào cái viên đá các bạn. Xong đây mai cái rễ nó to nó ôm chặt vào thì nó bết vào. Ủa con này già ghê đấy chứ, chun sụn. Ai da, cái vị trí này đẹp quá. Thì chùn ghê đấy, lục khục. Anh em đang mới đục lại đây à? À không, giờ là bôi keo liên sẹo. Để xem là những cái lét đục như thế nào này. À, những cái lét này là trước đây đục rồi đấy các bạn ạ, nhưng bây giờ nó đầy lên là lại tiếp tục xử lý, cứ phải đục nhiều lần, đoạn sau nó chun lại, nó bo chun trần. Ồ, một cây cũng rất già, chun ghê thật đấy. Nhưng phải nói thằng Đi là phát triển mạnh nhỉ, nó bo nhanh, nó khéo khỏe, kéo sẹo nhanh. Đó, anh em xong lại chấm ngay sẹo đây các bạn, những cái vết đục méo mó vặn vẹo tạo cho cái đường chạy, ngày mai cái sẹo nó bo nó cũng sẽ méo, nó mới tạo nên độ chun. Đấy, đi tham quan cái vườn như thế này rất nhiều, cho anh em tham quan ngắm đã mắt luôn. Cái keo này sao đen thế nhỉ? Hay là nó thế à? Cái màu này thế. À, keo đen. Nhanh khô đúng không? Nhanh khô. Cái này là em tự lên đá luôn à? Vâng. Tự lên đá, tự đục. Có nhận cây bên Nam không em? Dạ, em không. À, thế Nam cây nhà thế gì? Dạ. À. Đây, vừa mới đục xong này, giờ bắt đầu khô lại và anh em bắt đầu bôi keo lại. Đây, thì các bạn nhìn những cái nét đục sâu, phải sâu, nó phải xuyên thấu như thế này, nó phải có cái khe sáng lọt qua thì nó mới rõ nét được. Sau nó bo lại nó mới nhăn nheo. Đó. Đây, những cây kỳ đá này, chênh vênh. Mà đây con cái bệ lời cũng đục ác phết đấy nhỉ, chun chảy rồi đấy nhỉ. Anh em Đan Phượng, anh em Phùng nhiều cho nên nhìn nó phải thế nào, nó phải... em Phùng nhiều. Nó phải có cái đặc trưng riêng hả? Em Phùng rất nổi tiếng các bạn ạ.
thì lại có những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật cũng phải nổi tiếng như thế. Đây, chủ Liêm Phùng đây. Chủ Liêm Phùng đây. À, chú, chính là chủ Liêm Phùng này. À, cũng chủ Liêm Phùng luôn. Chủ Liêm Phùng luôn. Đấy, ông cứ loanh quanh từ đấy chủ đéo thì tối về được một gói Liêm Phùng cầm về. Thế là làm Liêm xong bắt đầu bán nước Liêm thì bắt đầu lại chuyển sang đi mua cây. Bao nhiêu lợi nhuận lại xuất thì chuyển sang mua cây đúng không? Đấy. Ở thế này nhiều hơn ở nhà bán Liêm đấy nhé. Chú. Khi đã ngắm vào cái cây này rồi thì nó đam mê, nó say, nó nghiện lắm các bạn. Quá nghiện. Do ảnh rất là đẹp nhá. Đây nó có cái độ vặn, độ méo cây này. Do ảnh đẹp. Đấy nó có cái độ vặn, méo cây này. Nó văng. Rồi như cứ đổi nem lấy cây như thế này thành cống rực rỡ rồi. Ui sửa bên này phải chun ghê. Khiếp thật. Cũng là nhờ những cái nét đục mà cái tác phẩm nó đã trở nên thay đổi rõ rệt. Còn nếu như không đụng vào những cái nét đục thì nó cũng sẽ không thể biến được cây đẹp như thế này các bạn ạ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cứ làm đi, rồi sẽ có những cái sự thay đổi, đột phá. Cái này của anh à? À đấy, anh sở hữu lâu chưa? Lấy lâu chưa? Em cái này đấy được 5 năm rồi. À thế à? Tục đi về sau cắt cụt thành cột không ấy nhỉ, có một cái cục không đúng không? Đúng đấy, thế bây giờ cũng đã hầm hòm này có cút kiếc rồi, nuôi rất tốt. Về cút, về không. Anh ngày xưa còn mỗi cục không nhỉ? Rồi cứ nói thời gian 5 tháng sẽ trả lời đúng không? Lúc ngày xưa mua có mấy mấy triệu rồi. Đấy, những cái lúc kia nó giá thời kỳ thời điểm đó nó cũng rẻ đúng không? Chứ nó không như bây giờ. Mua mười mấy triệu giờ lên gấp bao nhiêu lần. Tại các bạn cứ bảo chơi cây không có lại, lại rất nhiều, lợi nhuận rất cao, nhưng các bạn là mình có đi đúng đường không, có duy trì được nó hay không. Và quan trọng nhất là phải định hình, định hướng được cho cái tác phẩm của mình các bạn ạ, thì nó sẽ lên gấp rất nhiều lần. Anh tên là gì nhỉ? Anh Thật à? Anh câu lạc bộ đan phượng luôn à? Đúng rồi, em câu lạc bộ đan phượng luôn. Vâng. Lại đi tham quan những cái tác phẩm vườn này nhiều lắm, rất nhiều phôi đây. À chả một cái phôi bé thôi nhưng mà ghê đây. Đây đây anh ơi, anh Đào. Đây, nhìn đồ này, đồ này mày chất. Con này. Hả? Được không? Con này mà không không hỏi điện thoại mà làm giá thì cần hỏi con nào? Bình thường. Hả? Này không không hợp gu à? Gu. Đúng là chơi cây nó phải hợp gu hợp lối. Anh Đào lại phải rách dưới tăng tựa tí xong rồi về và đâu mới cho lên đá lên gấp bội lần tiền là mới nhanh ra tiền đúng không? Còn nó cứ sẵn ăn như thế này là chùn ghê đấy. Dí vào đây phạt này. Uầy, độ giả. Con này bao tiền đấy? Đấy, biết ngay này, hỏi giá ngay. Đấy, con này cả 60 triệu rồi các bạn ạ. Nhỏ bim bim thôi coi. Nó là hàng bim bim. Có được hay lại bắt tay đấy. Đây anh em nhà vườn này, ngâm ốc như thế này này các bạn này. Kiểu như là mắm cá, xong là tự cứ giỏ xuống là bắt đầu là lấy cái nước tưới cây. Đấy, như thế này thì cây nó mới phát triển được. Đấy, xong đem ra tưới cây các bạn. Phục đá nhìn rất nhanh, thấy cái món đó cái là thuận ngay. Ái chà. Ngắm các bạn. Đường thần chạy khiếp. À cái này là gãy cắt ra rồi này. Bỏ
làm phá cách ngọn đây, đường đi tiếp đây. Làm cái cây bay lên đây thì chỉ rụt rịt. Đó xem là ý tưởng thế nào. Để ý tưởng là diện kết thúc ở đây à, hay là một phát xuống đưa xuống dưới này chứ nhỉ? Một phát cái tay này rơi ra chạy đây. Đúng rồi, phải kết thúc ở đây. À kết thúc ra ngoài này, phải bay này, sâu xuống. Làm khác những cái cây trục huyền khác. Khác cái dáng đơn thuần. Ngọn ở đây. Xong bắt đầu một cái đồ bay ra đây nữa. Bay xuống dưới này. Nó phải diện, đúng rồi, nó phải có ý tưởng với demo sẵn cái ý tưởng trong đầu. Rồi bọn xe đi vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.